Du sử thành con hòa lơ đẩy moài sờ một miếng đinh cổ kỳ cân tay nhóm lơ bỏm hòa lái nền văn hóa kỳ búc bảo miền mà cặp nhất sờ nhang sức đầy lái bản nghề truyền thống cuông nằn miền nghề tam phải phà cuông tin ngương văn hóa kỳ cân tay phải phà bao tỏ mi vai trò quan trọng cuống kiên hèn cuống làn nghi lê kỳ bỏ mẹ bến nỏng mà nhang sờ mộc chớ kỳ nâu tay lan là hàng phải phà xếp hèn năm mắc cần tay chờ tách óc hoặc chờ lơ bên phú bên mìa gặp chờ lơ bảng dây ta do ngẩn xưa mà cầm nhau xuống nghề tắc phải phà chờ đỡ sờ có chưa còn kỳ lái bỏ mẹ bến nỏng cầm tay cân tay mặc mì khoam phù sáo hủ tâm phải phù bao hủ san hé ni sờ khoam úp cân tay đỡ sờ có hủ lai xỉ nỉ cân tay sờ có lớp ngoài kịp phải sờ một cuống làn tiêu chuẩn bắc ngoài lan son tráng mưa kỳ xùm nỏ sáo tay qua mưa kỳ xùm ở nỏ máy nhìn lan chúng tô quốc của hươn son xỉn khăn piếu phà món có lớp đệ tiến tay phải phả mi lái son văn hóa đi ngam kỳ cân tay bản bút xa năm xuân mới con hòa sờ nhóc kiên hàng kỳ muốn hoài lê hộp cua dê hoài hộp xịp hạ cân cầu xịp bếp phần hoài sờ bỏ mẹ bí nọc cân tay nhóm nỉ bao tỏ đầy lét cân hồ hoạt sờ nhóc du lịch sinh thái cộng đồng mà nhăng lơ đầy hủ ma mình nghe tắp phải phà lơ đầy bỏ mẹ bí nọng sư ma tay xì đớ mà nỉ chờ quân chờ kiên hàng bê hề đầy nhau xung lái lan là hàng phải phà kỳ bỏ mẹ bí nòng bàn bút ít óc phần lái miền phục vụ cúng của hườn bao sờ ê lan khóng chờ lục sáo mờ hườn khưới lăng nỉ lan là hàng phải phà có lơ đầy óc bê khái miền bỏ mẹ bí nòng mì tương ngần thú gặp đình đà đầy lái cần mặc bèn làn bê cái cấp ủy chính quyền mường quan hòa có lễ băng ngoài tạo điều kiện ngài mưa mệt chủ nà miền bàn bút sư mà nghề ta phải phà cùng nắn lơ tập chúng lái khảo nhau súng nghề ta phải phà sư nắm sư mà là giá trị văn hóa kỳ búc báo mền ma kỳ bản mường cặp lớp quy hoạch nho súng kinh tế xã hội cuống chờ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn trời ké mưa phải ếch tạo với ếch tẩm nhom tư mười nho súng kinh hàng hờ sung cần ếch việc tóm hiệp bang xia khó hải su bản mường sắp nằn bỏ mẹ bí nòng bắn bút có lơ áp sùng lan xóng đi ngam cuống kiên hành chú mử miệng ao khẩu là nà hàng phai phà dư đẩy lan không lý văn hóa thức nắm chưa còn kỳ xung khách hàng cuống cặp nọc thanh bí sông bàn xào xám ới hạt thì ngơi bom nắm một bài ới nòng giúp bắn bút xa năm xuân lễ đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề tam phai phà đáy ủy ban nhân dân mương quan hòa bom nắm trường đại học văn hóa thể thao cặp du lịch thanh hòa lê khai óc cái lan vui học nghề ở người bom nắm lan ở non cần tay bao tỏ hủ mà ed đi xoay lan kỹ năng tam phải phà mà nhằng tạo óc lái nà hàng đi ngàm lớp bến lan hàng hòa miền khái hở sùm du khách mà yên dám sau khi được tham gia cái lớp bồi dưỡng về lăng chờ là để tham gia lớp bồi dưỡng mười phục tặng khen nghe tắc về phà lan ới nòng bắn bút úc của cặp ới nòng xuất xa nằm xuân úc của có lớp tiếp thu đại lan kiến thức kỹ năng cô giáo khuẩn nước tay lăng chờ lớp học lớp mủm tập khoái có lớp ệt óc đại lan là hàng lý cái nản lơ tổng hiệp sư mà là không đi văn hóa kỳ cân tay xuân nè ra được các cái sản phẩm và luôn là giữ được cái nét văn hóa cũng như là bản sắc của người Thái trên đây. Miền nghề ta phải phá du bản bút lưa đẩy sư mà gặp nho súng cho hờ bò mẹ bến hồng cân tay ổn định kiên hành chính quyền mới con hòa có lớp ba hờ bò mẹ bến hồng nho súng làn bản nghề sờ phai sập tàng đắt giang hòa làn hàng cô nản lơ băng ngoài làn hàng mi chất lượng súng mi giòn truyền thống của kỳ bản mường mục tiêu có cho hoạt bí song bàn sao hà bản bút sờ phát đáy te xít xịp hà hoạt há xịp vấn hoài ngân ao mà tay nghề tắc phải phà mặc bí là cho kẻ tươm đáy te hà xịp hoạt một hoài cần lên mì việc ết ổn định nhọt súng việc tham giá làn triển lãm hội chợ cuống cặp nọc thanh mệt cặp né làn hàng tay nghề tắc phải phà xuyên mảng thương mại điện tử có bệ xây tặng hệ thống thông tin tuyên truyền biển cào nẻ làn hàng tam phải phà
Nghề dệt thổ cẩm là một nghề Người truyền ta phải thống phá lâu đời sớ của nghề đồng bào truyền người thống Thái tại xứ Đô Mà ở Nì, xã Nam kỳ Xuân. cân tay xa Nam À, Xuân. do vậy thì Dòng nản sau lang khi chờ mà bản bà bút Bút cóp thực bà ịt hiện đề đề án án phát xuống triển du du lịch lịch sinh sinh thái thái cộng cộng đồng, đồng. sớ Sở nhiệm nhiệm vụ vụ khăn khăn óc óc nàn nàn sờ sờ phai phai khai khai thác thác lan lan do do đi đi xuôi xuôi vần vần hòa hòa mi mi kỳ kỳ bản bản mương. mương. Cặp Cặp nghề nghề ta ta phải phải phá phá có có lớp lớp tàu tàu hiệp hiệp tạo tạo óc óc lai lai nà nà hàng hàng phố phố phủ phủ hợp hợp du du lịch lịch du du nỉ. nỉ. khai thác các cái giá trị văn hóa bản địa. Pom nắm bản bút xa Nam Xuân, sơ bán lướt rồi xa thuyền phủ, sơ sóng đơn vị lướt đáy mương con hóa tròn, miền tham giá đào tạo nghề tam phải phá kỳ cân tay. Chứ nỉ mắc chờ, lơ su lả, ở nọ máy nhìn căng bản, có lơ mịt thể, mì tươm ngần, tay nghề ta phải phá kỳ búc báo mềm mà hờ. Lan nà hang ở nọ ịt óc, bóc tỏ, mì xỉn, khăn piếu, món phà, mà nhằng mì tươm làn mẫu mà mơ, thường nắm cho con sử mà kỳ xùm khách, sư tui khăn rào dọn tay hàng bên ngoài kỳ chính quyền mương mệt chớ mệt hàng kỳ ới nỏ máy nhìn căng bản nghe tam phải phá có lơ đơn đá bục tặng khơn dòng lơ chùm chớ su bán lất rồi sớ mử một mi lái xùm nỏng sáo có lơ mi chớ con tham xá họt tam phải phá tay việc họt tam phải phá máy cặp nùng lan tô xin sửa xùm xì cần nom lơ tươm tự hào cặp mệt chớ hàng sư mà lan không đi văn hóa kỳ neo tay cháu. Thiên phủ chúng tôi được huyện Quan Hóa xã chọn Thiên phủ lưới đáy mương Quan Hóa chọn sơ một cuống song sa cẩm. Bục tặng khơn nghề ta phải phà trong quá cô trở nản sơ tộc khoái có lưới đáy học tươm lại kiến thức mưa nghề ta phải phà các tộc khoái lưới coi trong bóng miệng nghề nỉ lơ thức xía miệng ới nỏng lơ mì thể mì tươm ngần thú cà phưa mì thể tải mà hở xùm xì cần nó mở lặn phát triển và giúp chị em tạo thêm thu nhập cùng với các ban ngành đoàn tộc thể khoái của lớp pòm nắm xã là là ban tổ ngành chức đoàn thể các lớp kỳ học xa tiếc khái là cho lớp chị học nói em sum ấy ví dụ nỏng như là do lớp lớp học học nghề ta dệt phải thổ phá cẩm này lớp với họ lại tổng kín về tổng cái lâu cái nản lớp ới học nỏng lơ là hủ tươm yếu về pèng nấu cạp có ăn lơ sư cho mà chị lăn không em đí qua kỳ neo đó tay thì chị em cũng đã hiểu bà biết được bà luôn giữ gìn được bản sắc dân tộc của người Thái. Mưa nỉ, song cân đỡ khử nắm pù xuống con hòa khảo làn mử lễ hội. Có lơ đáy tẩm tá hên mà, xùm ới nòng sáo, núng làn bổ xỉn, mì lai màu đi tá. Bòm nắm làn khoam hát điều mùa, lễ hên mà làn song đi cùa, ký xùm ới nòng mé nhìn tay. Làn bổ xỉn, chơ đỡ có lơ đáy mòi, nàn sờ mộc chớ văn hòa kỳ bỏ mẹ bí nọc cân tay. Gió là nà hàng, lơ đáy ê té co mư, cặp làn việc tràng, bao quén đặc nươi, kỳ xùm bỏ mẹ bí nọc cân tay. Lan bổ xin xưa kỳ cân tay, lên đáy lan có mùi tràng kỳ xung ấy nỏng nó nhìn lơ ếch óc. Lan bổ xin nỉ, bó tỏ đầy núng cũng là khạp lý hồi, mà cuống lan mử, ếch đóng sợ có bó đề sợ đáy. Tộc khoái lơ có trong xin mà lan không đi văn hóa nỉ. Các chí nỉ xung cân non có lỗi ước bèn, chờ lơ đầy núng lan bổ xin xưa, đáy te bỏ mẹ bí nọc cân tay lơ ếch óc. Và để gìn giữ cái nét truyền thống đó. Nghe ta phải phà kỳ cân tay con hòa, lơ mì lái sóng mảnh miền nhỏ súng, tổng hiệp sư mà lan không đi văn hóa kỳ neo tay. Khai sở chân nỉ, nghe ta phải phà sự có nhang nổi le, lan sóng ếch kín hàng hóa bề súng. Mở hứng mở rào, miền có ế xoay mục tiêu nhỏ súng nghề ta phải phà, lan cấp chính quyền cân tạo lan cơ chế của hở lan bán nghề, tiếp cận nắm lan chính sách kỳ hơn nước mưa ngân cục. Chói mưa lan trang thiết bị phục vụ ếch kín, mi chính sách ưu đãi, chói là bán nghề nho súng là nà hàng của. Pom nằn, có cấn bông ngoài hớn, hua phía cao né là nà hàng, chói mừng ngân là tổ nghề, là nà hàng ếch ó cuống tổ nghề đăng ký tham gia hội chợ triển lãm, khái lan tuyển du lịch. Miền có ếch đầy viếng nỉ, nó lan gió có chóc tay khẩn ký mắc bỏ mẹ bí nọng bàn tay, sơ cấn mi hèn húa mực tóng hiệp cho giúp kỳ lan cấp chính quyền, miền mi lan chính sách thức. Tại dòng nằn, xe nghe ta phải phả có lơ đáy sư mà nhỏ súng, cặp lan hàng phải phả có lơ đáy hoạt mưa nắm xung cụ bà cuống cặp nọc nằm.